Ra rồi, ra rồi. Con gái nhà ông Sáu ơi. Trời ơi, con thấy đâu không thấy. Con gái cả bầy. Một đám gì trời này không làm được cái gì hết trơn á. Vậy tao ngồi đây chi nữa, không gì ở đây. Con muốn làm ruộng phụ tía. Con gái còn lứa mà mần cái gì. Đi về phụ má mày đi. Con làm xong hết rồi. Hủ chị mày dọn cơm mà mày ngồi đây làm gì vậy? Con đang học bài, sắp tới kỳ thi đại học của tía. Con gái còn đứa, học chứ cho nhiều, tốn tiền tía. Tía nói gì kỳ, con phải học lên cao để sau này con về con giúp tía mừng ruộng nữa. Mày đừng có mộng mơ, hả? Con gái mà làm được chuyện gì? Không, kỳ này con quyết tâm rồi, con sẽ học thật là giỏi để sau này con về con giúp tía mừng ruộng nha tía. Không có nói nhiều lời mày, tao nói không là không. Tía, con đi nha tía, con đi nha cả nhà. Con dạ. Lên đó với sức khỏe nghe không? Bữa nào tía má lên thăm nè. Tuần sau là Cúc nhà mình nó tốt nghiệp rồi đó. Ông ấy ngày mai á, tôi với ông ra ngoài chợ kiếm khúc vải đẹp về may đồ mới. Mình còn lên Sài Gòn gì lễ tốt nghiệp của con nữa. Ha? Thôi đi. Cái đám ruộng nhà mình á đang bị dịch rầy đó bà có biết không? Tôi mà không diệt được cái đám rầy này á, cả nhà mình chết đói. Ông sao vậy? Tôi ngủ không được. Chắc tôi ra ruộng quá. Wow, đèn ơi. Tía, tía mới ra hả tía? Ủa, sao bay ở đây? Không phải tuần sau tốt nghiệp hả con? Dạ, hai hôm trước con có nghe tía nói với má là nhà mình bị dịch rầy nâu, nên con sợ tía lo quá, đổ bệnh. Con về sớm giúp tía. Mày giỏi nghe. Tao nói mày nghe nè, mới ngày hôm qua hả, rầy nâu hả, nó còn bu đen bu đỏ đây nè. Mà giờ nó chết ráo con. Dạ, đây là thuốc trừ rầy Becena của công ty Coteva đó tía. Phun thuốc này sau 30 phút thì rầy bắt đầu chết. Quản lý tốt các tuổi rầy, rầy kháng thuốc với các cơ chế chuyên biệt, hiệu lực 21 ngày sau phun, an toàn với môi trường và thiên địch. Trời, sao con biết cái này? Trời, 4 năm ăn học của con mà tía. Trời, con gái tôi nó giỏi quá. Đợt này á, nhờ gia đình anh Sáu á, mà xã của ta thoát nạn. Công nhận anh Sáu, anh đẻ mấy đứa con gái á, đúng là đáng đồng tiền bất gạo thiệt luôn. Con trai hay con gái nó không có quan trọng, chỉ cần giỏi là được rồi. Bởi vì con gái thì nó giỏi á, tại vì nó giống tôi đó. Đó là trẻ nhỏ. Thuốc trừ rầy Becena của công ty Coteva. Phun thuốc này sau 30 phút thì rầy bắt đầu chết. Quản lý tốt các tuổi rầy, rầy kháng thuốc với các cơ chế chuyên biệt, hiệu lực 21 ngày sau phun, an toàn với môi trường và thiên địch.